tô điện VinFast lộ diện trên đường chạy thử. Trước đó, VinFast từng công bố kế hoạch sản xuất ô tô điện, do đó hình ảnh một chiếc xe điện đang được thử nghiệm của hãng xe Việt không phải là điều quá bất ngờ. Theo nguồn tin từ VinFast, đây là bản thử nghiệm đầu tiên đã gắn máy và có thể chạy được và sở hữu kích thước nhỉnh hơn so với các mẫu xe cỡ C trên thị trường. Về thiết kế ngoại thất, bản vẽ thiết kế của mẫu ô tô điện này được hoàn thiện bởi Piri Farena, VinFast phát triển hoàn thiện tổng thể và sẽ còn tiếp tục được tinh chỉnh. Quan sát những hình ảnh chụp lại ở phiên bản thử nghiệm có thể thấy là thiết kế của chiếc xe này mang rất nhiều những nét đặc trưng của hãng xe Việt. Phần đầu và phần đuôi giống với Lux SA 2.0 chính là điểm nhận diện dễ dàng nhất. Xe sở hữu cụm đèn pha mỏng dạng LED, cụm đèn hậu LED nối liền hai bên và chính giữa là logo V của VinFast. Mâm xe với thiết kế 5 chấu cứng cáp, khỏe khoắn, trông giống với mâm xe của Lux SA 2.0. Hiện tại, không gian nội thất bên trong vẫn là một trong những con số bí ẩn. Và hệ thống dẫn động hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về động cơ điện của mẫu xe VinFast mới. Tuy nhiên, hãng xe Việt tiết lộ công suất động cơ có thể dự kiến ở phiên bản cao cấp là 300 kW, tương đương với 470 mã lực. Quãng đường đi trong điều kiện lý tưởng là 500 km, xe có thể sạc ở trạm hoặc ở nhà. Pin được VinFast tự nghiên cứu và phát triển, mua cell pin của LG. Ngoài ra, xe sẽ có phiên bản chạy xăng sử dụng máy BMW. Mẫu xe ô tô điện mới của VinFast dự kiến sẽ chính thức trình làng tại Los Angeles Auto Show vào tháng 11 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021. Xe sẽ mang test trên thế giới và tháng 7 năm 2021 sẽ sản xuất hàng loạt. Đặc biệt, xe dự kiến sẽ bán ở tại thị trường Mỹ nên các bài test rất chuẩn để đảm bảo được chất lượng tốt nhất. Hồi cuối năm 2019, thì tờ Bloomberg dẫn tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết sẽ xuất khẩu xe ô tô điện sang thị trường Mỹ vào năm 2021. Ông đang đầu tư khoảng tầm 2 tỷ đô la Mỹ trong tài sản của mình để đạt được mục tiêu này. Số tiền ông đầu tư hiện tại chiếm nửa số vốn đầu tư của VinFast. Đây được đánh giá là kế hoạch đầy tham vọng nhằm nâng tầm thương hiệu của ô tô Việt Nam.